Hello, xin chào tất cả các bạn đã có trở lại với kênh của Văn Hóng Vlog và mình là Văn Hóng Lazada. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục review các cái sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Sen Đỏ của FPT nhá. Ở đây mình có một cái kiện hàng từ Sen Đỏ nhưng mà từ năm 2018 cơ. Cái này là từ sale tháng 12 năm 2018, 2 năm rồi. Ngày hôm nay thì mình sẽ review một trong những cái vật dụng mà anh em đồ chế rất hay sử dụng, mà cũng không phải đồ chế đâu mà nói chung là trong cái cuộc sống hàng ngày sửa chữa thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều, đó chính là keo AB. Hôm nay chúng ta sẽ thử review keo AB xem như thế nào nhé. Rồi lần trước thì mình có một cái tập có review một cái keo AB ở trên Lazada rồi. Đây mình có mua một cái tuýt keo của Lazada. Cái này cũng là keo AB anh em ạ. Trước mình có làm video nói thiệu về cái keo này rồi. Và cái keo này sau khi mình sử dụng xong, mình thực nghiệm xong ấy, thì mình thấy rằng không sử dụng được. Khi mình sử dụng cái keo AB này để gắn một số, ví dụ mình có một cái chân nhện ở đây, là một cái chân nhện đó, hay là chân quay phim. Và cái chất liệu của nó là bằng nhựa anh em. Đây, gãy này, gắn keo các thứ này, không gắn được. Và sau khi tìm hiểu xong thì mình phát hiện ra cái keo AB mình sử dụng đây nó không phải là keo để gắn nhựa. Keo AB này là keo AB để dùng cho steel, là dùng cho gắn sắt anh em ạ. Steel là sắt. Rồi ơi, hè tôi mua nhầm. Nên hôm nay thì mình sẽ phải mình tìm lại trong cái ống hộp của mình thì mình thấy có một cái hộp gỡ của keo AB. Cái keo AB này hy vọng rằng sẽ là cái keo AB để gắn nhựa được. Rồi, và cái keo này giá của nó cũng rẻ thôi, chỉ có 20.000 một tuýt này. Mình mua cái keo này ở chỗ mình thì là 25.000 của Sen Đỏ nhá. Rồi, từ link kiện điện tử N-shop. Đây, ở tận Hồ Chí Minh cơ. 20k. Đó. Đây này, ở dưới đây các bạn có niêm phong này. N-shop, N-shop.vn 20k. Rồi, để chúng ta xem cái keo này như thế nào. Và thực nghiệm luôn. Mà không biết 2 năm rồi có dùng được không? Bây giờ tận năm 2020 rồi. Đó. Quá lâu cho một cuộc tình. Nhưng mà shop phải đóng gói cẩn thận đấy anh em ạ. Niêm phong viết các thứ. Wow. Đấy. Cái này mình nhìn thấy nó cũng đã khác với cái keo mình đang dùng rồi. Cái này là Epoxy nhưng mà AB cho sắt. Đây, shop tổng cũng cẩn thận phết anh em. Dán niêm phong các kiểu cũng là điều này. Wow. Keo này thì đây keo AB nhưng mà AB là mã là 302, như kiểu keo 302 ấy. Cái này toàn tiếng Tàu thôi. Genly How cái gì đấy. Đây, có cả mã part number này, N-shop. Cái này 20.000, keo AB của Trung Quốc nha anh em. Mặt đằng sau này, toàn tiếng Tàu thôi. Genly How gì đấy, toàn tiếng Tung Khựa. Đây, cái này từ năm 2018 nhé, không biết hạn sử dụng là như thế nào. Mùng 3 tháng 6 năm 2003, mùng 3 tháng 6 năm 2018 này. Rồi. Cái này của Trung Quốc. Rồi mình sẽ rạch ra nhé. Rồi, tổng qua một chút về cái keo này. Super cái gì đây? Chắc mình sẽ phải rạch cái ra anh em ạ. Cái này hàng có vẻ xịn phết. Ồ, như vậy thì cái keo này nó cho mình sẵn cả một cái chày gì đây. Cái này bằng nhựa, gỗ hay sao nhỉ ạ? Gỗ. Cái này chắc để công cụ để đánh keo. Và chúng ta sẽ có hai thành phần, một A một B. Và như lần trước thì mình có giới thiệu keo này thì nó một cái thì nó sẽ là cái chất để tạo kết dính với nhau khi mà chúng ta kết hợp hai cái loại này. Đó, các bạn có thể xem lại mình nói rất chi tiết về các cái thành phần trong keo AB rồi. Mỗi tuýp này là 10g. Mà tận năm 18 rồi không biết còn sử hạn được không. Ô, cái này bóc ra là người ta đã nó không phải, cái này bóc ra nó đã thủng sẵn rồi anh em nhé, không phải châm như cái AB sắt này. Cái AB sắt này anh em sẽ phải châm đầu này. cái này quá lâu rồi. Đây, Keo AB sắt thì nó sẽ màu đen nhá, còn Keo AB rắn nhựa thì nó sẽ như này. Rồi đó, rồi cho anh em xem chi tiết một lọ. Lọ màu hồng này, mã là 302 này, là Modified Acrylate Acid đó, có chữ A. Mà đằng sau thì vẫn thế, chả khác gì cả. Còn lọ màu xanh như này, lọ màu xanh thì cũng Modified Acrylate Acid và lại màu xanh và chữ B đó. Ok, bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái keo này để chúng ta thử hàn cái chipot này xem thế nào nhá. Đây, cái này này, thử nghiệm luôn xem có ok không. Chứ còn cái keo dán sắt này thì là bó tay, không thể là hàn được. Trước mình thử này rồi không được anh ạ. Cái này đây nhá, hai loại là khác, toàn khác hẳn nhau này anh em, phân biệt nhá. Cái này cũng là AB, nhưng mà AB đây nó sẽ là đen trắng, còn cái AB mà nhựa thì nó sẽ là xanh và đỏ này. Đây các bạn mở ra này, cái AB này nó sẽ là màu đen nhá. Đó, AB sắt nó sẽ là màu đen và dán nhựa nó sẽ không ăn đâu. Đó, còn tuyết này thì nó sẽ là màu trắng này, màu như kem đánh răng ấy, chặt quá không mở được. Còn cái tuyết này thì đây nó sẽ là trong nhá, và đục thủng sẵn lỗ rồi. Giờ mình sẽ kiếm cái để đánh. Rồi mình sẽ đánh cái AB lên cái mặt sắt này. Đấy, đầu tiên là mình sẽ thử cái tuyết màu xanh trước này nhá. Màu xanh mình sẽ bôi một ít ra đây. Đây, anh em có thể thấy ra tuyết màu xanh hồi nó khá là hách anh ạ, nó ra cái màu nhớt nhớt màu xanh cứ cục đờm ấy. Đây này, nó màu xanh ngọc như cục đờm luôn. Rồi, và cái mùi khá là hắc. Mình sẽ thử sang cái tuyết màu đỏ này. Mùi nó khá là nồng mình ạ. Cái màu đỏ thì nó có màu hồng. Mùi hai cái này nó nồng kinh lắm. Màu hồng này, cục đờm xanh, cục đờm hồng. Rồi, mình sẽ dùng cái tool của nó đi kèm này, chúng ta sẽ trộn hai cái này với nhau. Bình thường nếu để một cái này thì nó sẽ không đông được, nhưng mà nếu trộn hai cái với nhau thì nó sẽ tạo thành một cái phản ứng hóa học. Đó, được rồi anh em, mùi bây giờ của nó cực kỳ nồng luôn anh em. Và đánh xong thì nó ra cái màu trong luôn anh ạ, không còn xanh đỏ gì nữa. Rồi, giờ mình sẽ hàn lên trên cái chipot này nhá. Trước dùng cái keo sắt thì không được không ạ, khổ ơi là khổ. Thì phải thêm ít quá các bạn, khô bố. Cái này thường thấy mình thấy ghi khoảng 3 phút nó sẽ có tác dụng luôn đấy. Bôi thêm ở trên đầu này nữa này. Thường 3 đến 5 tiếng thì cái này nó sẽ có tác dụng khô luôn anh ạ. Rồi, bây giờ tôi sẽ gắn vào nha. Rồi, ui nó nồng kinh quá rồi. Là chỉ này thôi. Bây giờ mình sẽ cố định lại. Rồi, sao để cố định cái này được rồi? Chắc là tôi sẽ bôi thêm một ít ở ngoài nữa cho nó chắc. Mình sẽ bôi thêm một ít nữa. Viết A này là màu hồng, nắp màu hồng nên sẽ keo màu hồng. Tuyết màu xanh là tuyết B, blue. Thì nó sẽ có màu rêu. Đấy, cậu nhìn không? Tôi sẽ trộn hai này với nhau. Cái này thì anh em muốn có tỷ lệ cứng hay là tỷ lệ khô nhanh thì sẽ pha nhiều A nhiều B hơn nhé. Rồi, mình bắt đầu mình xử hàng kia. Đây. Nó khá là chắc luôn nhỉ, buông một tí vào nó đã dính cứng cực cựa luôn này, chắc hơn cả cái này chuyên để hắn nhựa này. Mùi nó khá nồng luôn đấy, chắc á. Và nó khô rất nhanh luôn. Ủa, cứng quá. Wow, keo xịn đấy. Cái này đúng là chuyên để gắn nhựa anh ạ. Và anh em là gắn mũ bảo hiểm này hay là các cái chi tiết bằng nhựa thì mình nên dùng cái loại tuyết xanh đỏ này nhá. Còn tuyết trắng đen này chuyên để dán sắt rồi. Chắc lắm anh ạ. Để mình vừa gắn xong nhé. Chắc luôn anh em. Cứng như gạch luôn này. Cái này đúng là chuyên để khô luôn ấy. Tuyệt thật. Chắc luôn ấy. A few moments later. Rồi, như vậy sau khoảng mình để khoảng nửa tiếng. Đây, anh em thấy này. Cái vết keo của nó bắt đầu nó sùi ra khá là kinh luôn. Em bù lại thì cái này nó rất là chắc luôn. Đây này. Nó sùi ra này. Để xem chỗ này nó khô chưa nhá. Ủa, cái này nó cứng như là nó cứng thành một lớp nhựa luôn ấy. Đây mình đâm cả dao vào này. Cứng luôn, cứng cực cựa luôn. Coi như là hàn. Cái này nó như kiểu keo hàn nhựa. Đây, chắc luôn. Như chưa hề có cuộc chia ly luôn. Đó, chắc cực kỳ luôn này. Đó. Đấy. Bẻ tốt. Ok. Nói chung cái keo AB mà cái phiên bản 302 này thì hàn nhựa khá là ngon. Còn nếu anh em dùng dán sắt thì có thể sử dụng AB Epoxy Fix Super Steel này. Cũng là AB nhưng mà phiên bản đen trắng. Còn cái dán nhựa thì chúng ta dùng cái AB màu trắng đỏ này. Cái loại mà đây là cái keo mà sau khi nó khô rồi. Như vậy là với cái thìa này mình thấy mình có thể bóc được cái này ra này. Đó. Cái thìa của nó rất là hay nhá. Mình có thể bóc được cái lớp màng nó ra này. Bây giờ nó như kiểu cái đấy, chính là cái màng nhựa này. nó rất là dài luôn. Cái này nó ăn vào sắt cũng rất là dính nhá. Này. Ngon. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip ngày hôm nay, và nếu thấy video hay vậy nhé, các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Chúng ta sẽ review các cái sản phẩm khác ở trên sàn thương mại điện tử Sen Đỏ nhá. Một cái xin chào lại.